Mến chào cả nhà. Hôm nay Lan ra thu hoạch ít rau về ăn đấy cả nhà. Lan mời cả nhà cùng đi thu hoạch với Lan nha. Hôm nay Lan sẽ thu hoạch đám tầng ô này trước nè. Nhìn nó tốt, nó non quá trời luôn nè. Mượt luôn á. Nó non. Cái này đợt trước Lon đã hái một lần rồi nè cả nhà. Lon thu hoạch một lần rồi, giờ nó lên lại đó nè. Hồi trước Lon thu hoạch cái rốc ở chỗ này nè. Giờ nó lên lại đó. Vậy đó, mà có một bụi này thôi mà nó lên ba lớn nè. Trồng cái loại này cũng được quá ha. Trồng cái loại này mình có ăn hoài thấy thích quá ha. Con này non quá trời luôn đó. Con bẻ rộp rộp luôn. Nhìn mê chưa? Đó, lần mới có bẻ một bụi này thôi nè. Non không? Quá trời thấy ham luôn đó. Này cái bụi nó. Giờ nó còn bụi nó đây nè. Giờ nó còn lại mấy cây con này. Mình chừa mấy cây con nó lại, mai mốt cho nó lên tiếp. Giờ Lon hái bụi bên này. Đây, bên này. Đó. Non dễ sợ luôn á. Bẻ nó giòn bụp bụp bụp. Nó giòn quá trời luôn. Đó, thấy chưa? Giờ mình không có làm vườn, mình trồng cái gì cái mình hái mình thu hoạch cái thấy ham lắm. Mình trồng được á, mình cưng đó lắm. Ngày nào cũng phải chạy ra tưới nước nữa, chăm đó. Quá trời thấy ham. Nó cọng nó mập coi nè. Wow, trời ơi, ngon quá. Tốt dễ sợ luôn ha. Giờ còn nhiều lắm. Đợt này nó lên còn hơn là lúc mình thu hoạch đợt đầu luôn á. Quá chi nhiều mà nhìn nó non, non mớt luôn đó cả nhà. Đây, nó mới nhỏ hai bụi nè. Lon hái luôn mấy cái cây này luôn. Đây. Cây non. Nằm nó bò ở dưới đây nè. Có một bụi thôi mà nó bự vậy đó. Đây nè. Nè xem nè, một bụi nè. Đó. Có một bụi nữa đây nè. Đó. Đó, một bụi nè. Một bụi mà nó lớn vậy đó. Mà nó lên tược vậy đó. Đó. Một bụi đó. Nó lên nè. Đây vậy nè. Còn lại một cây bự như vậy nè. Ham không? Ham dễ sợ luôn á. Lon hái thêm một mớ nữa. Cho đủ hai nồi canh. Lại về cái này nhúng lẩu cũng ngon. Cái này nấu canh cá thác lát Lon thích lắm. Thích nấu canh cá thác lát là ngon lắm. Giờ Lon sẽ tiễn một mớ ở đây nữa cho nó lên lại cái khác. Đó. Ngon lắm luôn. Trời này trời tháng 3 rồi đó cả nhà. Hôm nay là gần giữa tháng 3 rồi. Nay 10 tây tháng 3 rồi. Mà tuyết còn rơi đó. Tuyết mới rơi hôm qua đó. Tuyết rơi lớn này chứ hôm qua hả, rơi lớn hơn mấy đợt trước luôn á. Hèn chi mấy hôm trước lạnh quá, trời lạnh luôn. Mấy cây này nó cũng chưa có lớn lắm, Lon để dành lại nha. Tao chỉ thu mấy hai cây lớn này thôi để cho nó lên tược khác. Tại vì con thấy nó cũng còn non quá nè. Hái mấy cái cây lớn thôi.
Giờ Lan sẽ đi qua bên kia Lan hái một ít cải xanh. Cải xanh của Nhật ha, cải wasabi á. Cây này quá trời bự. Bự dễ sợ. Lấy luôn cây này luôn. Nó nghèo luôn. Giờ Long Hoa sẽ thu hoạch ít cây cải xanh bên đây. Mai ăn bánh xèo cả nhà. Nãy này bánh xèo ngon lắm. Coi nè. Nó xanh mướt chưa? Đẹp quá ha. Thôi này, để con lấy kéo con cắt nó đi. Cưng lắm mấy cây này. Lá nó lớn hết rồi. Chừa lại mấy cái đọt kia đây cho nó lên lại. Sao nó gãy cưng nó lắm. Được một nắm rồi đó cả nhà. Đó. Lá bự bự không? Thấy ham ghê luôn. Trồng cái loại cải này thích lắm. Trồng ở trong cái này, ở trong cái gốc trong đó mà nó tốt nha. Mấy cái cải rổ nó cũng lên bông ha. Cây nào cái nấy to to không, con thấy nó đẹp đó, con để luôn, con tách lá con chừa lại cái bông. Hai ba đám cải này sát với nhau, bây giờ Long sẽ cắt luôn cái đám cải Mizuna này luôn để cho nó mai mốt nó lên tược cùng lúc cho nó đẹp. Cái đám này nó nằm mọp ở dưới đây nè. Mọp mọp ở dưới đây không, nó bò nó cao quá nó ngã xuống hết. Phải vuốt nó lên thằng cắt. Thương quá. Này cũng ăn hết một lần rồi nè. Cũng lên lại lần hai nè, mà nó cũng tốt vậy đó. Mùa mùa đông mà chỉ có mấy loại rau này ăn thôi. Những cái loại kia nó chết, nó không có sống nổi mùa đông. Ủa cây nó bự quá, cắt không hết. To nó bự quá chừng nữa nè. Bụi nó dày, cắt không hết nữa. Ồ, đây nè. Nhà xem nè. Dễ thương quá ha, đây nè. Dễ thương ghê luôn á. Giờ nó cắt tiếp thêm mấy bụi này nữa. Đây. Nghe chưa? Cho nó bằng. Cải này ăn ngon lắm. Nấu canh rồi cũng ngon. Sống cũng ngon. Làm salada. Bao tay này size M mà sao nó rộng quá. Cái loại này nó khó cắt. Bụi nó bự quá. Ây da. Bụi nó bự quá trời bự. Bụi nó bự quá ăn cắt khó. Chưa hết một bụi nữa đây đó.
Nắm tay mà chưa hết. Bụi này, bụi này nó sắp ra bông rồi nè. Giờ mình cắt nó. Ngộ quá ha, cái gì mùa xuân mà. Đúng là mùa xuân cái loại nào nó cũng muốn ra bông hết. Trồng cái nào nó cũng muốn ra bông. Mùa xuân là phải nở hoa. Chắc lần này cắt phân nửa thôi. Còn chừa lại phân nửa để hôm sau mình cắt tiếp. Chứ cắt nhiều quá ăn không hết, với lại mình để lâu nó không ngon. Chắc là cắt bao nhiêu đây thôi. Đây, nhiêu đây được rồi. Mới cải xanh này ngày mai mình có bạn mình tới nhà chơi đó. Có gì về mình hái thêm một ít salad nữa. Mình sẽ làm bánh xèo. Nãy mình có đi siêu thị rồi, đang mua thịt với lại tôm với giá. Ở bên đây đậu bánh xèo chỉ có giá thôi. Có nhiều người ta thích nấm thì người ta bỏ nấm. Còn Long thì không thích, bỏ vô sợ nó chiên nó hay có bị ướp ướp. Nghe Long, Long chỉ mua giá thôi. Long sẽ đi hái ít cải rổ để xào. Cả nhà xem cây cải đây nè, cho nó bự đây nè. Cái này một cây thôi là đủ ăn, cả nhà ăn luôn á. Nè, đủ nhà mình ăn luôn đó, nó cao nó bự một cây vậy nè. Trời, nhìn thấy thương quá. Giờ Long sẽ cắt luôn cái cây cải rổ này. Đúng chưa? Rồi, Long sẽ thu hoạch cái cây này luôn nha. Ây da. Trời ơi, cái cây nó bự. Mình trồng được cây cải mê gì đâu luôn. Đây, những cây này nó lên bông hết rồi. Hôm trước á Lon Lon thu hoạch bữa rồi. Cái này nè, đó, mấy cây này. Giờ để Lon lặt mấy cái lá thôi. Mấy cái lá này nè. Mấy lá này về mình xào ngon lắm, mấy lá này nó chỉ cái to. Mướt rồi. Chắc chút nữa Lon cắt cái tược này. Lon chừa ở dưới đây lại để cho nó lên lại quá. Cắt đám này. Lon sẽ dọn luôn cái này. Đây, cắt đây, cắt mấy cái lá này phớt. Cái lá này thì chứ non lắm chứ không phải già nữa nha. Con bé nó kêu rụp rụp, non lắm, non lắm. Sẽ tỉa mấy cái bông nó bỏ luôn cũng được. Tỉa bớt cái này. Này nó lên bông rồi, thôi Long cắt đây luôn. Ồ, nó non quá. Non dễ sợ non luôn đó hen. Này về mình tước ra chắc là xào chắc ngon lắm ta. Để mình ăn thử coi hen. Cái chỗ này nè, non quá chừng mà. Nè. Non dễ sợ non luôn á. Đây Long cắt cái này đi. Trồng gì trồng tiếp. Lựa mấy cái lá nó xấu xấu ra, mấy cái lá đẹp đẹp mình giữ lại, mình lựa mấy cái này ra để đây nữa, lát nó con dọn chỗ này để mình làm phân luôn. Cây bên này nữa ngon không, mình thấy ngon, thấy ngon quá trời ngon. Non vậy đó, nó bông nó non đó, non quá chừng non. Nó cắt thêm ít nữa, còn ở bên đây nhiều. Bỏ đi, mình thấy nó đẹp quá. Có được cây cải này nó vui ghê luôn. Chỗ này đang dọn chỗ này cho nó trống cái
trồng tiếp xuống. Chỗ này sạch mình trồng cái khác rồi, chỗ này thôi. Đây bự ra chưa? Đây sẽ hái ít bông cải này luôn để cho nó già. Ngon, hái tạch tạch luôn, xào ngon lắm á. Ngon quá trời ngon. Mình không hái là nó bị già, sẽ bị già hết á. Trời, chắc xuống dưới mình nó sẽ bị cứng. Một cây thôi mà quá trời bông luôn. Dưới đây nè, cứ ra bông hoài nè, nó đang ra bông tiếp nữa. Bông quá chừng bông. Cái cây kia nó bị gãy, bông cánh nó bị gãy nha. Gãy, bị gãy cái nhánh, gãy cái nhánh. Gió quá, tuyết rơi xong mà gió quá trời gió, gãy mấy nhánh luôn. Bên này gãy nữa, nhánh này gãy tiếp nữa nè. Gãy hết ba nhánh, để lần ra cắt bên nhánh bên đây luôn. Bên này nó cũng gãy nhánh nè. Đây, ở ngoài đây lon hái ít nữa để cho nó già bông. Quá trời ngon. Có nhiều rồi thôi. Bị gãy nhánh nữa. Gió quá mới gãy á. Nhiều. Kể cả cà le của lon này thấy thương chưa, nó lên mấy cái con nè. Được mấy cây ở đây đó. Cái màu tím là nhìn đẹp chưa? Mình phủ mấy cái rơm nữa ở đây cho nó giữ cây cho nó đỡ lạnh. Nó tốt. Mấy cây hành ở đây nó cũng tốt quá cả nhà. Giờ Lon sẽ hái một ít hành này về để trong tủ để mình có ăn lẩu hoặc mình xào hay nấu món gì á mình có. Để giờ Lon cắt cái bụi này nha. Bụi này nhìn nó non này, cắt bụi thôi, nhiều quá thì mình ăn không hết. Bụi này trước đi, thương chưa, bữa hổm Lon cũng cắt rồi, bữa nay Lon cắt nữa lên suốt. Cắt luôn bụi này đi, cắt hai bụi đi. Vàng có xào có gì ăn đây, có nấm rồi, nấm này là về xào ăn được rồi nhé cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Lon thu hoạch được ít rau nè, Lon thu hoạch được một ít cải rổ, một ít cải xanh nè, cải xanh của Nhật, cải wasabi đó, và một ít bông cải, hoa cải nè, cái hoa cải, Lon thu một ít hoa cải, một ít cải mizuna, thế là một ít cải tầng ô, rau tầng ô nè, và một ít hành cây, hành lá. Đây.
thành quả của Lân được thu hoạch được bao nhiêu đó cả nhà. Lân cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay đã đi thu hoạch cùng với Lân nha. Lân xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. Lân cảm ơn cả nhà rất là nhiều.